Xin chào mọi người ha. Đây mình cho cô kiểm tra cái bét phun thuốc sâu trên trời. Cây này cô gắn lộn cái bét gốc nên nó văng rồi, trời ơi, nước rồi. Đó. Được cắt cành nè, giờ này ra lại nguyên si nè. Đó, ra lại lùm tùm luôn. Khiếp chưa? Đây, mình quay zoom lên cho thấy. Làm cành có ảnh hưởng gì cái cây đâu. Dàn lá tùm. Đó, đọt non giờ bắn ra quá trời luôn. Nhà mình thì toàn bộ là gắn phun thuốc sâu tự động. Này, nhìn cái đọt nè. Đó. Thuốc hết từ trong ra ngoài luôn. Nói chung thì làm nông nghiệp thì cũng nhà. Cứ chăm lá phun thì theo hệ thống phun thuốc sâu. Còn tưới phân thì đi theo hệ thống tưới bét gốc. Là ok. Đó. Dọn dẹp cây thoáng đẹp như vậy. Là ok. Có người không bao giờ dám đụng tới cây kéo thì thua. Học không được cái kỹ thuật của mình đâu nha. Không bao giờ dám làm cành thì đừng có đụng tới cái cây sầu riêng. Dạ. Cứ đánh dấu lại cô, cây nào nghẹt thì đánh dấu lại. Nè, phun nè. Hệ thống phun thuốc từ sâu tự động ha. Này thì hao thuốc một chút nhưng mà nó lại lợi công lao động. Giờ công lao động kiếm công phun thuốc sâu kiếm khó. Thì sau khi mình cắt là mình chỉ cần phun sâu rầy nấm thì mình phun trên ngọn. Còn gốc thì mình sẽ tưới gốc. Nè, đi tí mà ướt áo luôn á. Đây. Cây này khả năng cô gắn lộn bét gốc nè. Khả năng cây này cô gắn lộn cái bét tưới gốc nên nó dư thuốc sâu ra ngoài đây quá trời nè. Đó. Mình kiểm tra lại. Đọt ra mơn mởn luôn. Ha. Đó. Bấm xong rồi dinh dưỡng nó sẽ tập trung nó vô những cái cành mà mình chừa đúng ý của mình. Rồi những cái nu này nè. Những cái nu cành bơi này nó sẽ là năm sau là nó sẽ tạo thành cái mầm hoa. Đây thì mắc cua này thì mắc cua lá thôi. Năm nay mình chưa lấy trái ha. Đó, dọn dẹp vậy mà cũng có người nói đó. Đây, cái chỗ này cây này bị đứt nè cô ơi. À, khi mà mình làm cái hệ thống này á, nó có một cái hệ thống tưới này nè, là mình phải kiểm tra thường xuyên chỗ nào bị đứt là phải nối lại. Nếu mà không nối thì cái phần này à, thấy không, nó chảy ào ào vậy mà bên này nó không có thuốc sâu nè. Đó thì cái vết này là do bị đứt. Lúc mình cắt thì thấy đau như vậy thì mà nó ra lại, thấy không, cái cành của mình nó mang trái rất là thấp trong thân nè. Để ý ha, nhìn nè, toàn bộ cành mình là mang trái thấp trong thân luôn. Ưng thì như mai mốt mọi người có thể vô đây tham quan vườn, mình giới thiệu cho. Vườn nhà mình người thật việc thật ha. Coi đọt non nó ra nè, trời ơi. Hệ thống phun thuốc sâu sao ha. Nếu mà quay trên màn hình mình không thấy đâu. Nhưng mà nếu mà kỹ nè, nhìn kỹ nè, soi zoom lên mình sẽ thấy hạt mưa nó rớt nè. Ướt đều hai tán lá luôn nè, nhìn nè, nhìn. Kỳ như mưa ha. Nhưng mà có điều hệ thống này thì nó sẽ hao thuốc. Hao thuốc là chắc chắn rồi, nhưng mà lợi công lao động, tiền công lao động mình sẽ bù vô tiền thuốc. Tiền công lao động mình bù vô tiền thuốc là xong. Đó. Ra tới tận tán luôn. Đấy, sầu riêng. Làm cành vậy mai mốt nó ra cơi mới nữa, y xì như cũ à. Có gì đâu. Quan trọng là trước khi cắt và sau khi cắt.
Trước khi cắt thì mình lo phòng nấm, sau khi cắt thì mình xịt cho nó khô nấm cho nó liền sẹo, sau đó mình sẽ đẩy những cái dòng dinh dưỡng. Ví dụ như là 30-10-10 là mình sử dụng NZ hoặc NPK tinh thể. Rồi kết hợp thêm với lại phốt. Phốt với lại canxi là cây nó cứng cáp, nó ra dàn lá mới lại nguyên si. Chả ảnh hưởng gì. Không dọn dẹp cành tâm thì nó rậm rợp rợp vậy làm sao mà cái trái nữa nó có quang hợp được. Thì dư cành không? Trong khi người ta nuôi cành cấp 2 nó to bằng cổ tay như vậy. Dọn dẹp cành bơi thôi chứ cái gì đâu mà. Nói chung là như là người thật việc thật. Làm thì dám làm thì dám chia sẻ thôi, còn ai học được thì học chứ. Đâu có ép học đâu mà. À, cây nè, à, cành dày nè, cành nào ra cành đó vậy, thoáng, rồi, nè nó mập ra, rõ ràng cành nó mập ra, mình nuôi cành từ nhỏ tới giờ, cây này ba mùa mưa là mới có 3 năm, 3 mùa mưa, mùa này là hết mùa mưa này nữa là bắt đầu 3 năm rưỡi. Ở cây như vậy còn chê. Không biết chăm sao mới đạt nữa. Này. Cây này bị gãy ngọn nè. Giờ cành nè, ra nè. Đó, giờ mình bấm xong bắt đầu nó tập trung nó nuôi cái đọt. To đi đùng ha. Khi mà mọi người thấy cái ngọn mình nó lên nó mà bị quặt như vậy nè. Là ăn dư chất rồi đó. Mình phải tăng cái thằng phốt lên cho nó dày lá, cứng cây lên lại. Cây mới tỉa thì nhìn nó te tua vậy thôi, chứ mấy bữa nữa cái dàn lá nó ra lại nguyên si. Là ok à. À, mình làm nhàn lắm nha. Nhà mình là mình chỉ đi chơi thôi chứ mình không có làm. Chỉ có một thuê bà cô lâu lâu kiểm tra bét coi có cái nào bị nghẹt, bị hư. Thứ hai nữa là vườn này là toàn bộ là chăm phân qua hệ thống hết. Là mình tưới hoặc phun thuốc toàn vườn chỉ có khoảng phun thuốc thì khoảng 10 phút, còn tưới thì khoảng 30 phút vào toàn vườn ha. Rất là nhàn. Còn chuyện khi mà mình phun bằng hệ thống này chắc chắn nó không đạt bằng phun tay. Không bao giờ bằng tay, nhưng mà cái cây mình nó không ảnh hưởng gì. Nhìn thấy cái cây không? Thì sau này là như sang năm mình bắt trái thì mọi người sẽ thấy cái trái mình nó nằm ngay trước mặt mình ngay đây hết. Rồi về cành bơi này nó ra lại thì sang năm cái cành bơi này già mình rồi mình tạo mầm trên cành bơi này, mình bấm lại lần nữa thì cái mầm này nó sẽ có cái nu. Có cái nu này nè, nu mầm hoa. Đó. Năm nay thì cây nhỏ quá, mới có 3 năm rưỡi mình chưa bắt thôi, chứ thực sự cái cành này như vậy là mình bắt được rồi. Nhiều người là ta cần kinh tế ta có thể bắt lấy trái được rồi. Nhưng mà nhà mình thì mình chưa cần kinh tế lắm. Để cho cây nó giáp tàn cho nên là mình cứ chăm như vậy. Thì khi mình bấm ra thì cành nó mới vươn ra được, cái cành mới đi ngang, nó không bị vượt. Cái dòng thái này mà để cho nó đi lên cành vượt như vậy hết thì cành nào lấy cái cành nào mà nuôi trái không? Nó đi chéo vậy lấy đâu ra mà trái. Trái nó lên cái cành chéo này nó sẽ xước. Cho nên mình bấm mình phải hãm đi nuôi ngang. Và ngoài ra cái cách ăn trái của mình á, từ đầu mình đã nuôi trái cành cấp 2 rồi nè. Trên cái cành cái của mình nuôi đã rất là to. Thì khi nó ra tới cành cấp 3 rồi mình phải bấm bớt, chứ nhiều quá mình chỉ nuôi không nổi là mai mốt là xé cây liền. Cái cây này mà nuôi số lượng cành quá nhiều là nó nặng như vậy là nó xé, nó tét cái chỗ này. Nếu mình không neo cành. Trong vườn mình, nhà mình thì mình không có neo cành cho nên mình dưỡng lượng cành vừa đủ thôi. Ở dưới đây là ok. À. Về quan điểm làm nông nghiệp thì mỗi người quan điểm cây nhà mình làm vậy đó. Còn hệ thống phun này thì quá nhà. Đó. Mình phun thuốc sâu sinh học là chính cho nên là mình đi trong vườn ok, không ảnh hưởng gì. Lá nhà mình chắc chắn sẽ bị sâu chứ không phải là không như người ta nha, vẫn bị sâu cắn như thường. Nhưng mà không ảnh hưởng gì tới cây là được. Còn khi cái gắn cái hệ thống phun thuốc sâu này á, nhiệm vụ chính của nó là bảo vệ cái cơi đọt, là bảo vệ cái thằng này nè. Không bị rầy xanh, không bị nhện đỏ đánh là đã thành công rồi. Còn để đòi hỏi mà nó ướt kỹ trong thân thì mình phải hao thuốc rất là nhiều nha. Hao khủng khiếp lắm.
Nhưng mà tiền công ở chỗ mình nó mắc lắm nha. Thuê người ta xịt thuốc sâu là người ta sợ lắm. Bây giờ nó sợ lắm. Mình gắn cái hệ thống này là ổn. Hay mình thì không có lắm bán hệ thống tưới đâu nha. Với anh em nào thì làm thì mình chỉ cho làm. Đó. Ok. Đây là mình đi test cái hệ thống tưới vậy là ổn ha. Cây này là lá mở ra rồi nè. Đó, mở lá rồi. Đó, nó văng ra rồi, nhìn mọi người thấy không? Nó ướt ra tới tán luôn nè. Hai cây 8 mét mà giá tàn. Giờ ướt ra tới rìa tán luôn. Tha hồ. Nè, rồi trong thân cũng ướt nè, trừ khi những cái bé nào hư thôi. Còn nếu như mà bé không hư thì mình phun kỹ tí thì nó vẫn ướt được cái mặt trên thân. Còn mặt dưới này chịu nha. Mặt dưới của cái này thì chịu. Mà bông của cái sầu riêng thì đa phần nó nằm ở mặt dưới này. Cho nên làm bông thì mình phải chịu khó hỗ trợ thêm xịt tay. Hoặc là mình phải gắn thêm cái chi trong thân, bé trong thân. Chứ còn nếu không thì nó chỉ ướt được cái mặt trên thôi. Đây, nhìn nè. Đó. Đây mặt dưới nè, mà trong khi bông sầu riêng nó chủ yếu nằm mặt dưới. Hệ thống này giờ mà chủ yếu là phun bóng lá. Bóng lá thì nó sẽ ướt cái mặt trên này thôi. Mặt dưới thì đa phần mặt dưới này nó nằm ở khí khổng, nó nằm ở mặt dưới này. Mà mặt lơ dưới này nó cũng không ướt. Cho nên mình khi mình sử dụng bóng lá, mình sẽ sử dụng những cái dòng mà thẩm thấu. Có cái chất lan trải, thẩm thấu. Là nó bám vô đây là nó từ từ nó ngấm dần qua thẩm thấu qua mình trong lá. Cho nên là mình không có sử dụng những cái dòng bóng lá dạng như cái hột to quá, cái hạt nano mịn thì được. Còn những cái hạt mà bóng lá thông dụng thì mình sẽ xịt để cho nó ướt lá, sau đó nó rớt xuống gốc từ rễ nó hấp thu ngược lên là ok nha. Có sao mà nói vậy mình làm vậy. Thì hiện tại thì sau khi mình bấm cành thì cây nó đã đang lú đọt ra lại, thì mình sẽ quay lại chia sẻ. Rồi tới khoảng sau cái cơi đọt này ra thêm một cơi nữa, cây bịt bùng lại. Giáp tàn bịt bùng liền à. Tại mình chăm qua hệ thống như thế này á, là lượng phân lượng thuốc nó nhiều hơn người bình thường. Cho nên cây nó sẽ lớn nhanh hơn. Lớn nhanh lắm. Đây thấy vậy thôi chứ tuổi đời nó trẻ măng. Chăm 3 mùa mưa, 3 năm rưỡi mà cây nó được như vậy. Nhiều người có thể bắt lấy trái được rồi, nhưng mà nhà mình thì chưa bắt. Xin chào tất cả mọi người nha.